Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video hôm nay rất đặc biệt, Tiến Dũng sẽ mở hộp và review đến quý vị và các bạn một thiết bị, một chiếc đầu giải mã DAC cao cấp thế hệ mới nhất của thương hiệu Tốc Bình. Đó chính là chiếc đầu giải mã DAC Tốc Bình D90 35 mã Sharper. Đây là một sản phẩm thế hệ mới nhất của thương hiệu Tốc Bình, vừa được hãng Tốc Bình trình làng tại Mỹ cách đây hồi đầu năm 2024. Ngay lập tức thì các bạn hàng của Tiến Dũng đã ship về đây những sản phẩm đầu tiên. Đây là một chiếc đầu giải mã DAC chuyên nghiệp và điều đặc biệt của sản phẩm này, hãng sử dụng đến hai chip giải mã DAC, giải mã 32 bit thế hệ mới nhất của ISS. Với chiếc đầu giải mã DAC này, chúng ta có thể kết nối dễ dàng với TV, với điện thoại, với máy tính, sử dụng để nghe nhạc chất lượng cao và sử dụng để hát karaoke online. Chiếc đầu giải mã DAC chuyên nghiệp này sẽ thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa truyền thống thông thường. Tiến Dũng sẽ mở hộp review chi tiết đến quý vị và các bạn. Và dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ cùng test âm thanh của D90 35 mã Sharper. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng Tiến Dũng bắt đầu video ngay bây giờ. Trước mặt quý vị và các bạn là nguyên hộp hàng chiếc đầu giải mã DAC Tốc Bình D90 35 mã Sharper. Đây là một sản phẩm thế hệ mới nhất, là sản phẩm nâng cấp của những phiên bản trước đó như là D90, D90 SE và D90 MQA vân vân. Với chiếc này, phần vỏ hộp tương tự như những thế hệ trước, vỏ hộp bằng giấy bìa cứng màu đen. Trên đây có mang theo thông tin của nhà sản xuất cũng như là các tiêu chuẩn CE là tiêu chuẩn của châu Âu và FC là tiêu chuẩn của Mỹ. Đây là một sản phẩm của Trung Quốc và sản xuất cho thị trường Mỹ và thị trường châu Âu. Ở đây chúng ta thấy có mã QR, chúng ta có thể check phần thông tin của nhà sản xuất. Với chiếc này hiện nay có mức giá thị trường bên Mỹ khoảng 1.000 đô. Với mức giá tại Việt Nam thì có cạnh tranh hơn khá đáng kể. Tiến Dũng sẽ khui hộp hàng này ra. Các thông tin chi tiết của sản phẩm này quý vị và các bạn có thể tham khảo tại trang web chính thức tiendungaudio.com. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Hãy đăng ký kênh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn để cập nhật liên tục những video mới nhất do tôi thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Vỏ hộp bìa cứng, rất chắc chắn. Trước mắt quý vị và các bạn là bên trong hộp hàng chiếc đầu giải mã DAC chuyên nghiệp Tốc Bình D90 35 mã Sharper. Một catalog hướng dẫn lắp đặt. Phía trong đây là một dây nguồn. Ở đây chúng ta thấy có một anten dâu, anten để thu sóng Bluetooth. Cái này sử dụng Bluetooth là 5.1 thế hệ mới nhất bằng thông rộng. Đây là một cáp USB hãng tặng kèm. Cáp USB A ra B. Cáp này chúng ta có thể kết nối với máy tính hoặc là kết nối với điện thoại di động thông qua cáp OTG. Đây là một remote điều khiển từ xa của máy với các chức năng cơ bản đầy đủ ở trên đây. Và nhân vật quan trọng nhất của sản phẩm dĩ nhiên là chiếc đầu giải mã DAC này. Trong đây có kèm theo một phiếu bảo hành. Trên đây có mã QR để chúng ta có thể check thông tin của sản phẩm. Với chiếc này được hãng thiết kế có hai màu sắc cơ bản là màu silver tức là màu bạc và màu black là màu đen. Toàn thân là nhôm phay, rất đẹp. Sản phẩm này có đạt các tiêu chuẩn rất quan trọng về chất lượng âm thanh như là Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless và MQA. Phía bên đây là một nút tắt mở nguồn và send tức là selector chọn ngõ vào. Bên đây có một nút đa nhiệm. Và phía chính giữa mặt máy là một màn hình OLED hiển thị các thông tin của máy đang hoạt động. Đây là phía mặt sau của sản phẩm này. Các giắc kết nối nguồn điện AC AutoVolt 100V cho đến 240V ở đây. Ở đây chúng ta thấy có hai lỗ trigger này chúng ta có thể kết nối với các dòng loa ACTI của hãng. Các cổng âm thanh số bao gồm là cổng A, ES, cổng USB, cổng anten thu sóng Bluetooth 5.1 ở đây. Ở đây chúng ta thấy phía bên đây là một cổng nữa. Cổng âm thanh số là cổng coaxial, tức là cổng cáp đồng trục. Chúng ta có thể kết nối với đầu CD để giải mã âm thanh từ đầu CD. Cổng optical để kết nối với TV Ethernet. Một cổng nữa thế hệ mới là cổng IIS. Đây là một cổng kết nối âm thanh số cao cấp hơn. Ở đây hãng xuất ra hai cổng
âm thanh analog là cổng RCE và cổng 35 XLR. Trên đây hãng đề rất rõ là D90 ba la mã Sauber phía mặt sau. Còn đối với phía mặt trước thì hãng không có đề cái model này. Đây là thông tin của nhà sản xuất. Điện auto vôn 100V cho đến 240V. Chiếc này hàng được sản xuất tại Made in China và sản xuất cho thị trường Mỹ và thị trường châu Âu, có dấu hợp chuẩn CE và FC. Chiếc này sử dụng hai chip giải mã DAC ES9039F Pro. Đây là chip giải mã thế hệ mới nhất của thương hiệu ISS, giải mã 32 bit nhạc chất lượng cao. Chiếc này giải mã lên đến DSD512 và 768 kHz, Bluetooth 5.1 và chuẩn Hi-Res Audio Wireless chuẩn MPA. Với kích thước khá nhỏ gọn, chiều ngang 22cm, chiều cao 4,5cm và hậu sâu là 16cm. Với chiếc này chúng ta có thể kết nối với TV, với điện thoại, với máy tính, sử dụng để nghe nhạc chất lượng cao và sử dụng để hát karaoke online. Chiếc này sẽ phù hợp cho những dàn âm thanh tầm trung cấp và tầm cao cấp. Thì Dũng sẽ kết nối sản phẩm này với dàn âm thanh và chúng ta sẽ cùng test âm thanh. Bây giờ Thì Dũng sẽ kết nối sản phẩm này với dàn âm thanh và chúng ta sẽ cùng test âm thanh. Và lúc tới đây thì Thế Dũng cũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách kết nối, lắp đặt và sử dụng một cách rất đơn giản. Tôi tin là bất cứ ai cũng có thể tự mình làm được tại nhà mình mà không cần phải thuê mướn thợ, tốn kém chi phí cũng như là mất thời gian. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ lấy dây nguồn ra và kết nối máy vào nguồn điện 110 hoặc 220V đều được. Để kết nối sản phẩm này với TV và dàn âm thanh thì chúng ta sẽ cần một dây optical và một dây ba lăng. Với việc kết nối từ TV Ethernet thì chúng ta sẽ kết nối dây quang, dây optical vào vị trí optical ở đây. Như vậy là chúng ta đã cấp nguồn cho máy và cấp tín hiệu dây optical vào máy. Nếu anh em muốn chơi từ máy tính thì chúng ta sẽ kết nối cái cáp USB A ra B hãng tặng kèm này. Cổng này chúng ta kết nối thẳng vào máy tính là có thể chơi được từ máy tính. Trong trường hợp anh em muốn chơi với điện thoại thông qua cáp OTG để nghe nhạc chất lượng cao 32 bit thì chúng ta sẽ cần mua thêm một cáp OTG. Cáp OTG có hai loại, cho iPhone và cho Samsung. Anh em hãy chọn mua những cáp OTG hàng chính hãng thì nó sẽ cho âm thanh tốt hơn và kết nối ổn định hơn. Ở đây có hai cổng âm thanh, một cổng là RCE và một cổng là ba lăng. Nếu như chúng ta có một dàn âm thanh nghe nhạc thôi thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng cổng ba lăng. Trong trường hợp anh em có hai dàn âm thanh, một dàn hát karaoke nữa thì chúng ta sẽ khai thác luôn cả cổng RCA ở đây. Kết nối kết quả này đến âm ly, tôi đang sử dụng ngõ CD. Như vậy là việc kết nối đã hoàn tất, rất đơn giản phải không nào? Bất cứ ai cũng có thể tự mình làm được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test âm thanh với chiếc này. Phía mặt sau này có một công tắc nguồn, chúng ta sẽ khởi động máy lên ở đây. Logo của Topping. Máy đang chạy ở chế độ USB, chúng ta sẽ nhấn vào nút Send tức là Selector, chọn ngõ vào. Máy đã hiện lên Optical và máy đang xử lý tín hiệu 48 kHz. Như vậy là việc kết nối và khởi động máy đã hoàn tất, chúng ta chỉ cần thưởng thức âm nhạc mà thôi. Tôi tiến lên đây với tất cả chân thành. Quý vị và các bạn đang nghe được âm thanh từ TV Ethernet thông qua cổng Optical truyền dẫn xuống giải mã DAC Topping. Với chiếc đầu giải mã DAC Topping D90 ba la mã Sauber này, chúng ta có thể kết nối với những dàn âm thanh từ trung cấp đến cao cấp. Thế Dũng đang sử dụng một chiếc âm ly Denon 2000 AE và một cặp loa Bose 6L1 Series 3. Với thiết bị này chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc chất lượng cao, để hát karaoke online, kết nối dễ dàng với TV, với điện thoại và với máy tính. Âm thanh rất tuyệt vời, rất rõ nét bởi đây là đầu giải mã DAC chuyên nghiệp sử dụng đến hai chip giải mã của ISS. Bây giờ chúng ta sẽ test với một đoạn này từ Bluetooth. Tôi sẽ dò với Bluetooth từ một chiếc iPhone xem nó có nhạy không.
Ngay lập tức thì D93 là mã Saber đã có mặt ở đây. Chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn nhạc chất lượng cao từ app nghe nhạc Spotify chỉ trên 50.000 một tháng. Nhạc chất lượng cao. Kể từ đây còn luyến lưu làm chi, còn vẫn vương làm gì, ai thật lòng trong trường hợp quý vị và các bạn muốn nghe với cổng OTG thì chúng ta sẽ ngắt kết nối Bluetooth, kết nối các OTG của đầu giải mã vào cổng sạc của điện thoại như thế này và chúng ta sẽ bật sang vị trí USB. Cáp USB được kết nối với các OTG ở đây. Rất đơn giản phải không nào? Bất cứ ai cũng có thể tự mình vận hành được. Đó là những âm thanh rất tuyệt vời của chiếc đầu giải mã DAC thế hệ mới nhất của thương hiệu Tobin, chiếc Tobin D90 ba la mã Saber. Với những chiếc đầu giải mã DAC chuyên nghiệp như thế này thì tính ổn định, độ bền của nó rất cao do đây là đầu giải mã DAC chuyên nghiệp. Có rất nhiều các anh em thường hỏi Tiến Dũng là một chiếc đầu giải mã DAC chuyên nghiệp thế hệ mới như thế này thì liệu âm thanh nó có hay hơn những chiếc đầu giải mã DAC hàng bãi điện 110 hay là không? Luôn tới đây thì Tiến Dũng cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn với những chiếc đầu giải mã DAC chuyên nghiệp chuẩn Hi-Res Audio với các tiêu chuẩn cao cấp về âm thanh như là Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless và MQA v.v. thì âm thanh của nó sẽ tốt hơn nhiều so với những chiếc đầu giải mã DAC hàng bãi, hàng cũ. Chúng ta nên so sánh với mức giá ngang tầm tiền thì quý vị và các bạn sẽ thấy đầu giải mã DAC chuyên nghiệp sẽ có nhiều ưu thế hơn rất nhiều. Thứ nhất là giải mã 32 bit, thứ hai là máy đạt được rất nhiều các tiêu chuẩn về chất lượng âm thanh và thứ ba là kết nối đa năng với rất nhiều các thiết bị như là TV, điện thoại, máy tính. Đặc biệt sử dụng để nghe nhạc chất lượng cao thì âm thanh của nó sẽ rất tuyệt vời. Luôn tới đây Tiến Dũng cũng xin phép giới thiệu đến quý vị và các bạn về sản phẩm này, chiếc Tobin D90 ba la mã Saber hàng chính hãng mới nguyên hộp. Hiện nay với mức giá bên Mỹ khoảng cỡ 1.000 đô, tức là khoảng cỡ 25 triệu. Với shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn phục vụ trong đợt hàng này với mức giá ưu đãi hơn rất nhiều, chỉ 22 triệu 500 ngàn mới nguyên hộp bảo hành chính hãng 12 tháng lỗi 1 đổi 1. Lưu ý với quý vị và các bạn là mới nguyên hộp bảo hành 12 tháng lỗi 1 đổi 1. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn cam kết là hàng chính hãng, bảo hành chính hãng với các dịch vụ hậu mãi sau bán hàng. Tiến Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn là cách lắp đặt rất đơn giản thông qua video call một cách rất tiện lợi, bất cứ ai cũng có thể tự mình làm được. Tiến Dũng đang có một chương trình khuyến mại đặc biệt, đó là tặng theo một dây optical để kết nối từ TV Ethernet và tặng theo một dây nữa, đó là dây ba lăng Roland của Italy. Hai món quà này trị giá 600 ngàn thì Dũng sẽ tặng kèm. Thì Dũng sẽ miễn luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc anh em có thể đặt cọc trước 20%, nhận hàng thanh toán nốt và tự mình chi trả phí vận chuyển. Thì Dũng sẽ chịu tất cả các vấn đề trên đường đi như là bể, vỡ, móp méo, mất hàng. Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng mới nguyên hộp, nguyên siêu giống như nãy giờ thì Dũng vừa review ở đây. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ ngay với Tiến Dũng Audio Sài Gòn theo một trong hai số điện thoại ở phía góc phải màn hình. Cuối cùng thì xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.